Xin chào các bạn, mình là Linh đây. Ôi, clip này thì anh em sẽ gọi là đến với một huyền thoại. Nhưng mà cái huyền thoại hơi đặc biệt một chút là huyền thoại là gọi là mọc rễ ở trong kho đồ rồi. Nhưng mà nay em ấy sẽ được trở lại một cái bản nâng cấp. Ok, rồi em thấy cái điều khác biệt không? Nào bây giờ đây. Mày nhớ, ôi Huy đập chậm nó một tí. Phiên bản này nó sẽ được nâng cấp lên và hơi đen cho em nó một xíu là vẫn như cái tên huyền thoại của nó thì mày chạy động kia không chết đấy. Thì nó hơi bị bẩn bẩn như kiểu khẩu Diagon ấy ạ. Tức là khẩu này nó lỗi giống hết khẩu Diagon bên thế mới chán chứ. Nào ra đây rồi đây. Tao được sợ. Ui. Ui cái khiên nó chắn sát thương ghê thế, mình giật thế không chết. Ủa nhưng mà không sao thì vẫn là trong chờ trong cái bản cập nhật tới đây thôi thì em nó sẽ được gọi là trở lại bình thường so cho. Chứ nhìn thế này, nhìn nó phũ phàng quá, headshot. Top kìa. Top kìa, headshot. Wow. Mình phải nói khả năng cận chiến của này nó rất là nhanh em ạ. Trời ơi, nói gì đi. M4A1 gold thôi. Ôi, trong kho đồ anh em nó có thì lôi ra sử dụng ngay. À, mày có phải nhất thiết phải hồi sinh như vậy không? Thề. Hồi sinh ngay trước mặt, thằng lòng thật. Đây là mấy cái... Cho, nhưng đây là cái phiên bản mà mình cảm giác ạ. Dậy thì thành công em ạ. Mày nhớ. Ui chết luôn kìa. Thằng tiếp theo kìa. Trời ơi, top luôn không rồi. Cận chiến nó quá nhanh em ạ. Nhưng mà mình thấy là cái tầm nó khá là ngắn nhá. Anh em để ý một chút. Ok. Ui không chết. Thôi sao nó cao được con vé rồi. Thôi chuồn. Em té. Mày bơi vào đấy. Nó rất là sướng. Các bạn là anh em mà để ý là nó cái khả năng cận chiến của nó tuy là nó nhanh, mình cảm giác nó nhanh hơn so với những dòng cận chiến bằng súng khác như kiểu là Destroyer hay là AK VIP các thứ ấy, thì dòng này mình nghĩ là cận chiến nhanh hơn. Nhưng mà tuy nhiên ấy, mình không biết có phải không, nhưng mà nó cái tầm cận chiến của nó rất là gần, tức là anh em phải đứng sát người nó mới cận chiến được nhá, chứ đứng căn xa xa là dễ trượt lắm. Mà cái này trượt thì anh em xác định luôn. Nào trời ơi chết luôn. Đây còn mang theo combo Blood để cho gọi là che cho nó đẹp đội hình thôi, chứ thực sự nhân vật chính ngày nay là nó quá là đẹp trai rồi. Thực sự là cái bản cập nhật này tại sao nó vẫn được lỗi màu ta. Đồ gold nó đẹp nhất ở cái màu mà làm đen đen bẩn bẩn nhìn nó khắm lọ thật. May nhớ. Ui không chết luôn. Lì đòn. Ui con chú quỷ làm ăn gì vậy, thề heo một sao mà chú quỷ còn bị cận chiến chết. Không hiểu mà chú quỷ nó làm cái gì nữa thật. Ôi anh em xem cho mình cảm nhận nhá. Thực sự là mình rất là thích cái bản cập nhật của cái M4 Gold này. Đấy, như thế này với sánh gai ở trong chế độ zombie cận chiến phải như thế. Ý trời ơi. Đây rồi, có hàng đây rồi. Ui một ca mấy máu, em để ý là một ca mấy máu nhá. Mà đấy mình đập nhanh quá mình không để ý. Xem được 3k mấy máu đây là lực ATK chưa tăng tí nào, 100%. Bắn phê thật. Dòng này đã bắn khỏe rồi, sau khả năng cận chiến nó nữa thì bá có nhà nó cháy luôn. Các bạn, anh em mình đã nói rồi, anh em cứ tích đồ gold vào. Quay đồ gold nhiệt tình vào. Về sau này, ở bản này hình như là có 3 set gold đúng không? 3 set gold cũng được làm lại luôn mà. Đồ gold bây giờ nó quá khủng rồi. Kìa, đồ gold bây giờ nó không biết gì, mình phải nói thẳng nó không khác gì FVIP nữa. Nó còn dễ sở hữu hơn FVIP đấy chứ. Giờ FVIP tuổi tí luôn. FVIP tuổi tí luôn. Ui, 2k1 đúng không? Wow, cận chiến đã kinh khủng luôn. Mày ấy. Wow, khôn thế. Vẫn phải để ý nhá, một số thằng nó khôn đấy. Mình đến một số thằng nó né được cận chiến của mình. Ui, chơi này top quá easy luôn. Ui, kìa, đằng sau kìa. Đây, lấy đạn đã. Hết đạn rồi. Khiếp, mình xấy có gì mà hết bố cả đạn. Đâu hết rồi. Mình đang mong bọn nó dồn mình đây. Dồn đâu, nhưng mà dồn đồ nhỏ đấy nhá. Đồ nhỏ anh em cận chiến nó sướng nữa, chứ còn vếu thì cẩn thận. Nó khỏe lắm ấy. Headshot. Thằng tiếp theo. Ở trên rồi. Đây. Ok, hàng kia. Mày qua đây. À, ui con phế nó tăng hình nó không nhìn thấy rồi. Đáng mày nhìn cái con đồ nhỏ. Ui Death Dragon. Hết đạn chưa? Ui thanh niên hình như xuống kiểu cuống quá, sao bắn toàn trượt vậy. Mày bắn ai? Một thằng.
kia. Ơi nó nháy. Ui thằng sau mình. Mẹ kìa. Ui cái gì đấy? Ui nó hồi máu. Thấy nó nháy mà hình như là mình của thằng bị nó móc lỗ mình sao ấy, thế là mình mất huyết thanh rồi. Thôi được, heo này mấy sao biết. Chà, double kill. Ok. Nó không biết mình ở dưới à? Ui mình hình như là bốn bồ đúng rồi, tầm 3-4 sao nhảy ngang với do luôn. Ghê thật. Ui, nó nhiều heo nhiều sao thì chắc quẩy tí nó nát hết rồi. Các bạn này, anh em thấy cảm nhận của anh em như nào? Nếu mà so sánh với nhá, đây là muốn so sánh thực sự ấy. Và muốn so sánh với Akagon. Em thử nghĩ xem M4 Gold với Akagon thì khẩu nào khủng hơn. Vì thế Akagon khẩu này nó cận chiến, khả năng cận chiến nó nhanh mà liên tục các bạn. Thế là trong trường hợp mà Zom nó dồn đông ấy, anh em có thể cận chiến một phát 3-4 thằng. Có thể như thế luôn đấy, mình thật có thể hình đấy. Còn Akagon thì bắn nó khỏe hơn đúng không? Akagon bắn khỏe hơn nhưng mà lại giật hơn. Em thử mình hơi cái so sánh này nó hơi khó luôn. Akagon với M4 Gold. Ui vậy. Thằng này hồi xưa. Hai thằng nhìn nhau. Chà. Ui, cái này cứ vào đâu kìa. Ôi mình xin rồi. Mỡ dâng miệng mèo này này. Lại béo mèo quá đấy. Chà. Ui. Thằng này khôn đấy. Mày. Ui không chết phản đế cận chiến chúng rồi nhưng mà không nó đấy chết. Hơi ham quá rồi. Thôi bình tĩnh. Ôi chơi thằng này leo top quá easy luôn. 14 gôn ngày trước nhỉ, em quay nó ra mà cảm giác em còn trên chán luôn. Quay được 14 gôn thì coi như là gọi là đen rồi đấy. Nhưng mà giờ, ngày bây giờ nó khác rồi. Giờ em ấy nó khác xưa rồi. Tuy không được đẹp trai như xưa nhưng mà đó là phải nốc thêm vài vỉ nốc két mới được khỏe như này. Chào kìa. Cận chiến gần lắm. Khả năng cận chiến rất là gần. Đã là phết. Ờ với cả bản big update này cũng nhận nhiều cái mới vãi. Chạy đâu? Ui bắn đúng phía trên. Vãi. Big update này có cả chế độ giải cứu thế giới đấy, nó cơ bản là em kiểu đợt Tết này thì không lo là không có cái chơi. Quá nhiều vũ khí. À đào. Mày đảo ấy. Rồi xong thằng Kha rồi. Ui, nhìn nó vây kìa. Phải chiến sướng thật chứ. Chà, ui, giờ không chết. Mình không để ý là một phát mình vào người là bao nhiêu máu cận chiến ấy. Ôi xong. Ai nó bị chạm rồi. À đây, thằng đi hiệp M4 con kìa. Ê, vai, nó định cận chiến mình anh em ạ. Nghĩ gì vậy? Giờ này Linh cẩn trọng lắm rồi, còn đeo còn mấy băng. Và nó mấy bác bảo vệ để không bị ăn cận chiến thôi. Làm sao có chuyện cận chiến đấy. Chua. Đầu to chết rồi các bạn. À đầu to như thoát rồi. Không lo đâu. Phê quá ma ơi. Phê quá mũi không chết kìa. Thôi xong rồi rơi. Một sao. Hay đi đầu đấy. Ui đầu ấy nó vẫn cao mình kìa. Mày bật. Mày cào ấy. À ừ đúng rồi, còn một tin nữa anh em ạ. Một tin khá là buồn là hình như map đền cổ bị xóa rồi. Thật sự đấy. Mình tìm mãi không thấy đâu. Má, được cái map mà hay nhất thì xóa đi ta. Thế nhưng mà lại có thêm một cái map nhà trẻ công viên. Một cái map công viên nữa. Không hiểu sao. Tại sao cái map đền cổ lại bị xóa ta. Map đấy mà vì đó Việt Nam nó còn là nhiều người chơi nhất luôn. Mất cái map đấy chắc là anh em nghỉ chơi do mất. Không biết là có phải là do kiểu tạm thời kiểu không khóa cái map vào để chỉnh sửa cái gì đấy. Thôi thế là chúng ta phải buộc phải chơi đền cổ 2. Giờ mới để ý. Ui đi. Mày chạy đâu hết số ơi, một phát vào mông luôn. Một phát vào mông. Ui. Chết kìa. Nào cả mày luôn, cả mày luôn. Cả ôi. Ôi đâu rồi? Đây. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đâu? Headshot. Chết mày đất. Đây. Bỏ lạc. Ui chết thật kìa. Ui.
vô lý, một cách nào đó mình vẫn sống đấy. Chết 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 chết. Thầy đạn nhanh vậy. Ui xong rồi. Ui dòng người nó thoát hết rồi các bạn thầy. Mình cận chiến phân nó đây cận chiến sung quá. Cận chiến này nó không cận chiến thì không được. Câu này mình nghĩ đấy là cái nó sẽ cận chiến kinh khủng luôn. Ôi tao bị ca hết luôn kìa. Ôi nó thoát hết rồi. Ôi có khi đây là một bạn 1400 điểm. Thằng top 2 có 400 điểm kìa. Ôi review nhanh cho anh em cái khẩu M4 Gold. Anh em có thể vào trải nghiệm nhá và cho mình cảm nhận. Ôi nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Chúc em một ngày vui vẻ.